Sáng nay tại tỉnh Long An, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Long An khai giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ phỏng vấn và chân dung cho hơn 50 học viên của các chi hội nhà báo thuộc Hội Nhà báo Long An và các phóng viên biên tập viên báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp và báo Tây Ninh. Tham dự khóa bồi dưỡng có nhà báo Lê Quốc Trung, nguyên phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. Khóa học diễn ra trong 2 ngày, 30 tháng 9 và 1 tháng 10, với sự hướng dẫn của nhà báo Trần Ngọc Hà, phó tổng biên tập báo Pháp luật Việt Nam, giảng viên kiêm chức của Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí. Các học viên được truyền đạt các kiến thức, thể loại phỏng vấn, chân dung, cách tiếp cận phỏng vấn, chân dung, phương pháp và bí quyết tác nghiệp, làm gì để có tác phẩm phỏng vấn chân dung hay chất lượng. Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Long An, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, ông Lê Hồng Phước, trong xu thế phát triển truyền thông đa nền tảng, đòi hỏi người làm báo phải luôn trau dồi nghiệp vụ, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí. Vì vậy, khóa bồi dưỡng này rất thiết thực, giúp những người làm báo bổ sung kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng khi thực hiện phỏng vấn và viết bài chân dung, góp phần nâng cao chất lượng nội dung tin bài, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội tại địa phương.